형, 혹시 어제 산 복권 있어요? 어, 있어, 있어, 있어. 아, 그거 한번 확인해 볼까? 어, 유미한테? 네. 아, 그. 저는 차에 놔두고 왔나 봐요. 아, 그 주머니에 넣고. 유마, 엠코비 김자 까나이 như thế nào không? Cái này hả? Ừ. À, lên lên mạng á, xong rồi gõ là. Em kiểm tra giùm anh được không? Ai mua vậy? Anh mua. Ôi sơn lắm. Bạc Liêu. Em có bao giờ thấy người nào mà thăng cái này không? Không. Có hả? Em thấy rồi hả? Ừ. Ai? Mẹ em. Mẹ em hả? À, hình như là trúng được 30 triệu. 80 triệu hả? Ừ. Wow, 형. 얘네 어머니가 3천만 동 이걸로 따셨대요. 오, 진짜? 150만 원. 두구두구두구두구두구두구두구두구. 1등이 뭐야? 1등. 형 좀 깨나 해? 나 까이. 오, 9. 나? 2. 9, 2. 어, 5구요? 9, 2까지만 맞네? Anh không may mắn rồi. Không có cái nào hết. Không có cái nào hết hả? À. 형, 그 컴뱃틀 때 종이로 쓰게 좀 챙겨놔 주세요. 아니야, 알지? 이런 거 남한테 확인시키면 지난주 거 같은 거 확인시켜. 내가 집에 가서 다시 한번 확인해야 될 수도 있어. 이런 다음에 내가 여기다 버리고 가면 유미가 우후 이러면서 갖고 1등 바꿔갖고 올려고. 하나 놀라. Em nói sao? Với lại nếu mà anh em bỏ, cái đó em thì em lấy xong là em. 내가 다시 확인했어. 이거 꼬깃 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 꼬깃. 오. 한 hủ qua. Mình chuẩn bị cho món ăn cơm. Oh. Cái này món gì ạ? Hủ qua hầm. Hủ qua hầm thịt. Anh cái này thì thêm tuổi à? Ăn cái này cho hết khổ nha. Ăn cái này cho hết khổ. Tại vì cái nó tên là khổ qua. Ừ. Là tất cả cái khổ trong năm cũ sẽ qua hết. Còn đâu cái gì ạ? Xào bông cải với thịt bò. Cái này cũng là món Tết à? Món này ăn bình thường cũng được. À, ăn bình thường. Sốt này là sốt gì ạ? À, này hả? Tỏi, thịt bò, dầu ăn với tỏi. À. Cho nó thơm, mình để thịt bò vô, mình xào. Cái này là mực xào hôm qua ăn đúng không? Đúng rồi. Chico. Chico à. Cười đi. Chán đúng không? Chán. Sky는요? 내가 너한테 물어봤잖아. 하늘이 어디 갔냐고. 하늘이 어디 갔냐고 저한테 물어봤어요? 응. 그 모르겠어. 못 봤어요. 못 봤어. 방에 있나? 그 này để ở đây bao lâu? Dạ, để chắc khoảng 5 ngày. 5 ngày hả? 어. 5 ngày sau mới ăn được. Ăn luôn hả? Em bao nhiêu tuổi? Dạ 16. 16 hả? Ồ, em tên gì? Tài. Tài hả? Nhà em đâu? Nhà em trong kia, ở với bà ngoại. À. Thì em là anh trai của em này. Em. Đúng không? Không, đây là em. Em là anh trai. Em, đây là em của em. Hả? Em bao nhiêu? Không, ý là nó là cái giai của mẹ. À. Là mẹ của. 잠깐만, 헷갈려. 헷갈려. 엄마 다른 거야. 다른 둘이 남매가 아닌데. 이제 만약에 어머님이 더 큰 어머니겠지. 그러면 여기서는 동생이라고. 우리도 그렇잖아. 족보가 그렇게 되잖아. 어려도 그래도... 나 예를 들어 나 봐봐. 만약에 우리 고모가 우리 작은 누나랑 동갑이야.
그러면은 우리 원래는 고모라고 부르지만 그냥 이름 부르기도 하잖아. 우리 큰언니보다 어려 고모가, 막내 고모가. 그런 개념이 아니잖아. 사촌끼리잖아 지금. 사촌끼리인데. 사촌끼리도 어리면 그러지 않아. 애미라고 하지 않아. 아니까 아니, 그러니까 나이가 더 많은데. 니마 깨도 우티 랑호모 자네. 디 M 깨워 M 나이 디 M 하. 깨우디 깨우디. M 깨우디. 아 M 깨워 M 나이 라지 하. 깨우댄 나. 니마 더 쓸라 파이 깨우지 하. 오. 베이비 mẹ của em lớn hơn mẹ của em này. Cho nên là có em đúng không? Đây là chị. Con là em. Chị hả? Chị đúng không? Mẹ là lớn của mẹ em. À. Là lớn nhớ hả? Lớn nhớ ở đây hả? Con em thì bao nhiêu tuổi? Em thế nào? Thế là chú phu sang rồi nè, cái nhà ngon nhì cô. Chú phu gặp quê vào rồi nè. Em đi bọc thịt thù chá. Con đang kêu bọc là cô. Không, ai chứ tôi bọc con là kia nào xếp? Nhà, nhà, nhà. Đúng không, bọc 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 bọc. 대답해주고 있었어. 복권 당첨됐는지 안 됐는지. 아니. 얼마 됐는지. 뭘? 물어봤다며. 아니 물어봤다고 질문. 아 그렇게 얘기하지. 그럼 우리 이제 갈 준비해 볼까? 난 짐만 챙기면 돼 바로. 나 짐 다 챙겼는데 나. 어. 하늘이나. 나 엄마 갈아입으면 돼 이거 네 거야. 그러면 짐 챙기고 이제 다시 호찌민을 가보자고. 아 예. 차가 엄청 막힐 거야 아마. 아, 예, 샤오? 네. 검준? 형, 우리 그래도 차를 주셨는데 먹고 가야죠. 싫어. 망했어, 망했어, 꼬이. 하늘아, 우리 이렇게 차를 주셨는데 그래도 먹고 가자. 아, 그래. 너무 죄송하다. 그냥 가면 정말 예의가 아닌 것 같아. 먹고 가야죠. 형, 많이 드세요. 아니, 뭐, 할머니하고 30대 같잖아. 고안니유. 네. 마니유. 네. 야. 니 마 매야. 유미 sắp đi Hàn Quốc mà mẹ có sợ không? Anh lo lắng gì không? Đúng rồi, cũng lo lắng sợ là lần đầu tiên đó nó mới đi ra nước ngoài lần đầu tiên luôn. Nhưng mà có coi chỉ có cha với có chú Hàn đó thì mẹ cũng yên tâm. Tại mình tới đây cũng hai lần rồi, mình cũng qua lại tiếp xúc lại đấy. Một lần á. Mình nó là sợ anh này đi bốn người ba nó bốn không sợ. Dạ 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 yên tâm dạ dạ yên tâm bây giờ không sợ máy bay nữa đâu. Đúng rồi. Ông này bữa vụ chẳng nhớ như máy bay á, xong kêu là chừng nào mà máy bay lên thì em phải đứng lên vậy đó. Làm theo đâu biết gì đâu. Đứng lên luôn á. Còn mấy đứa mà vừa rồi Dung nó bệnh đó rồi cũng nhờ có mấy đứa kịp thời đưa nó vô bệnh viện. Đưa vô bệnh viện kia nọ rồi cũng thấy chú cảm ơn. Cảm ơn. Chứ ở dưới đây mà đi lên nó sao đâu có lên kịp đâu. Năm tiếng đồng hồ. Lúc đó không có à mấy đứa mà mẹ không biết sao. Lúc đó ở nhà trọ không biết sao nữa anh. Cái lên vô là vô là ký tên là đẩy vô phòng mổ liền luôn. Nói vậy mà nó còn không kịp, nó còn tràn dịch đó đó. Chứ phải không? Trễ nguy hiểm lắm. Cái đó phải gia đình ký tên đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vậy lúc anh chúng tôi ở đây đâu có ký tên được đâu. Bởi mẹ lên là mới ký là người ta bác sĩ ta chờ ký cái mẫu. Đúng rồi. Thì bác sĩ nói là ở đây là nãy có cái chú kia bạn gì của gái chị với là làm thủ tục xong hết rồi. Giờ chỉ cần ký tên thôi. Dạ. Nói gì á. Trời thì chú lên liền nó kịp. Thì vừa điểm là chú coi rồi đưa nè. Trời chú coi chở đi liền luôn đâu á. Có hai vị thần ở đây. Liền. Cái kia em đó ăn cũng khỏe lắm. Đúng rồi, cái đó khỏe mà. Cho hoài không có gì cho lợi tiền quá à. Không như bà là có quá nhiều đồ ơi bà ơi. Cảm ơn. Mà giàu có suốt rồi. Dạ vâng. Bà cũng vậy nha. Chúc chị khỏe mạnh mà á. Thôi về khỏe ha. Dạ. Chúc năm mới vui vẻ. Dạ mỗi lần con đẹp, ba đẹp. Dạ cảm ơn nhiều. Mẹ cũng mong một cái nè. Không về. Không về. Mẹ đi ra ngoài trước đi, sao ra chứ để chạy quằn quèo quá. Bye bye. Bye bye.
Okay, bye bye bà. Bye bye. Bye bye. Bye. 어르신들 가신 거 보면 눈물 나지. 응. 근데 안 울어. 하늘이가 왜 울어? 사오 사오. mày muốn cảnh về chơi nữa. Ừ. Mày muốn cảnh về đây chơi nữa. Ôi vô gì nhỉ? Vô em. Em vui em muốn xin phụ nữ. Em muốn xin phụ nữ của em. Ai ơi, cái đấy nó bỏ đi nè. Chúng ta chuẩn bị vào đây rồi. Được rồi, được rồi. 지코야 이모한테 준비 좀 하라 그래라. 지코야 이모한테 준비 좀 하라 그래라 제발. 우리 먼저 갈까? 그 갈게 그럼. 너 슬프니까 어쩔 줄 며칠 있다 와라. 딴딴딴딴딴. 빠빠이 마냐. 빠빠이. 拜拜，拜拜。형 알죠? 원래 여행은 아쉽게 끝나야지 더 좋은 거라고. 그럼 그래야 또 또 오게 되고 그러지. 좀 나 제일 아쉬운 건 유미가 코코넛 하나 따줄 줄 알았는데 유미 아버지가 따주는 것밖에 못 먹어봤어. 拜拜呀，要不我来干呀？OK，干嘛？帅哥呀！